Các anh chị ơi, hôm nay đã có tòa án xử ba người này rồi. Các anh chị vào theo dõi xem là ai đúng và ai sai nha. Thiệt là khổ ba cái người phụ nữ huyền thoại này hết sức luôn vậy đó. Đã lỡ cập nhật rồi thì mình sẽ phải cập nhật cho tất cả các anh chị và các bạn theo dõi luôn nha. ơn nha. Chị Hoa chị không biết nói gì đâu chị Hiền lắm, chị nói vài câu với mọi người đi cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi nha chúc phúc cho tôi là tôi mừng đấy chị hoa hiền lắm chị nói gì giờ chào mọi người vài câu đi thật lòng thì mình không có bảo vệ chị hoàng Hương nhưng mà đi bất cứ tới đâu và bất cứ clip nào chị Hương cũng đều nói chị hoa rất là hiền và dễ thương Xin chào chị hoa tôi rất cảm ơn hoàng Hương. nếu không có hoàng hường là cả đời tôi không được ra đây mà cũng không được mặc cái cái váy cưới này nữa <laughs> Hôm nay Hoàng Hường dẫn đi du lịch rồi cũng tạo cho tôi một bộ ảnh cưới Thôi Rất cảm ơn Hoàng Hường Cảm ơn mà cảm ơn nhiều nhiều <laughs> rất, rất nhiều, và em, rất, nhiều. Em, em, em rất nhiều, Tay gái giờ định ôm một cái nhưng đang cầm máy like Cảm ơn chị Hoa đã đến cùng với em Hường Để giúp em Hường quảng bá được hình ảnh Cảm ơn Johnny cảm ơn. Rồi các bạn thấy chưa Chị Hoa lúc đó nói cảm ơn chị Hoàng Hường Và cảm ơn nhiều nhiều rất 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 là nhiều Và tỏ ra rất là hạnh phúc nhưng bây giờ thì tất cả thì ngược lại hết. Chị Hoa lại nói ngược lại hết trong những gì mà chị Hoa được người ta phỏng vấn sau này. Rồi, bây giờ thì sau đây là các bạn sẽ nghe cái clip này và coi là tòa xử án như thế nào nha. Nói đùa vậy thôi, nhưng mà là đây là những gì mà em chị bình luận thôi, chứ chẳng có ông tòa nào hết. <laughs> Rồi, cho các bạn nghe sơ sơ vậy thôi. Bây giờ tới phần tòa án kết luận <laughs> đó là trước hết là nói về chị Hoàng Hương cái sai của chị Hoàng Hương ở đây là gì khi mình làm business thì mình phải rõ rõ ràng ràng khi mình làm business là phải giấy trắng mực đen không có tình nghĩa tình bạn gì ở đây hết mặc dù chị Hoa có làm đại diện hình ảnh hay là bất cứ cái gì thì chị Hoàng Hường phải có hợp đồng và giấy tờ đầy đủ thứ nhất là khi chị hường tài trợ cho chị hoa thì sẽ tài trợ những gì liệt kê ra hết và ngược lại thì chị hoa sẽ làm những gì cho chị hoàng hường liệt kê ra thứ nhất là chị hoa sẽ phải sử dụng cái facebook của chị hoa để kêu gọi khách cho chị hoàng Hương hay là chị Hoa phải à, livestream cùng với chị Hoàng Hương một ngày 6 lần, 4 lần, 8 lần gì đó. Tất cả những cái thứ đó rồi chị Hoa không được đi đại diện hình ảnh cho người này người kia như thế nào thế nào đó. Tất cả phải có trong giấy trắng mực đen. Nếu như có giấy tờ rõ ràng như vậy thì trong lúc mà chị Hoàng Hương livestream thì bắt buộc cái à, điện thoại của chị hoa cái nick của chị hoa phải được bật lên và livestream cùng với lại chị hoàng hường để chị hoàng hường kiếm khách và cái livestream đó là trong vòng bao nhiêu ngày một ngày bao nhiêu lần rồi sẽ đi tới những đâu tất cả những cái đó đều phải liệt kê hết thì khi mà có giấy trắng mực đen rõ rõ ràng ràng họ chấp nhận họ ký tên với mình thì mình cứ làm thôi đâu có cần phải lén lén lút lút đâu có cần phải tạo nick giả hay là ăn cắp cái nick của chị hoa để làm cái business cho mình tại mình là chủ ma mình là người bỏ tiền chị hoa là cái con cờ của mình chứ không phải mình là con cờ của chị hoa cho nên tất cả những gì mình đưa ra chị hoa phải chấp nhận thì mình mới làm cho chị cái này thì mình xác nhận là có thật là chưa bao giờ mình nghe bất cứ à, chị hoàng hường đi đâu mà chê chị hoa hết á lúc nào cũng nói là rất là thương và chị hoa rất là hiền rất là thương và chị hoa rất là hiền nhưng mà chị hoa thì ngược lại chị hoa đi tới đâu á mà bây giờ những cái kênh mới mà phỏng vấn chị hoa đó hỏi là hoàng hường có tử tế không hoàng hường có tốt không thì chị hoa trả lời thẳng thừng một câu là không hoàng hường không tử tế hoàng hường không tốt thì tất cả những cái vấn đề này đó là hoàng hường sai là tại vì hoàng hường không có làm tốt cái business của mình trước hoàng hường không có ra cái luật trước và ký hợp đồng trước cho nó đứng đắn còn nếu như mà thật sự hoàng hường có hợp đồng có giấy tờ đàng hoàng và có ra luật lệ đàng hoàng thì bây giờ cần chi mà nhảy dựng dựng lên cần chi mà giải thích cho mệt với lại khán thính giả gì chỉ cần đưa hợp đồng ra okay. đây là những cái mà tôi ký với chị hoa và chị hoa sẽ phải làm hình ảnh và làm những gì cho tôi Tôi có toàn quyền sử dụng Facebook, sử dụng hình ảnh, sử bộ dụng ảnh cưới, sử dụng bất cứ cái gì đó để à, quảng cáo bếp nịch của tôi. Thì cứ vậy mà làm thôi. Chứ đâu có cần phải nhảy dựng 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 lên giải thích và la ó ôm um sùm để làm cái gì, đúng không? Chỉ cần có giấy trắng mực đen đưa ra thì chị Hoa sẽ thua hết. Chứ đâu có cần phải lén lút tạo nít giả đâu có cần phải cho thằng khứa này nó nhảy thật khựng khựng lên để làm cái gì còn nếu như chị hoàng hường thật sự tạo nít giả hay là ăn cắp nít của chị hoa là cái đó là hoàng hường ngu chứ không phải là sai mà là ngu là tại vì mình là người chủ bài thì mình có quyền đưa ra những cái điều kiện đó trước là tôi sẽ là người lấy kinh facebook của chị để mà à, quảng cáo trong cái thời gian mà quay livestream đó thì cái facebook của chị cũng phải livestream lên cùng với tôi thì đó nói trước hết có gì đâu mà có problem còn nếu như chị hoàng hường nói là chị hoàng hường không hề có lấy cái nick của chị hoa cũng như là không hề tạo cái nick giả thì có gì đâu mà lo kêu công an vào cuộc liền Nói là mình không có làm Còn chị Hoa nhảy đựng đựng lên Thì chị Hoa sẽ sai Và chị Hoa sẽ là người đền cái hợp đồng của mình Vậy thôi chị Hoa có bán nhà Cũng không có tiền để đủ để đền hợp đồng Đó sướng không Rất là sướng Chưa làm gì hết trơn có tiền 6-700 triệu đền hợp đồng Ngon lành Rồi right. đâu có gì đâu Thì cái đó, đó là làm business Thì chị Hoàng Hường hơi yếu vấn đề đó Cái đó là chị Hoàng Hường sai sai là sai mình không làm rõ từ đầu rồi quan tòa xử kế tiếp đó là chị hoa ở đây chị hoa là người à, bình thường chị hoa không biết không hiểu biết gì nhiều thì cái mà sự việc xảy ra như thế này đó thì cái lỗi mà bên chị hoa đó thì à, ít nhưng mà chị hoa là người sai nữa chứ không phải là không sai thứ nhất là nếu như mà chị hường có tạo ních giả gì đó thì sẽ nói chuyện với nhau bình thường nói chuyện với nhau và cùng giải quyết chứ không phải nhảy dựng 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 lên và bỏ về như vậy tại vì dù sao đi nữa thì mình cũng đã làm hình ảnh cho người ta cả chục ngày rồi cuối cùng mình nhảy dựng dựng mình chạy về mình bỏ hết đó là mình ngu tại vì bây giờ là mình mất hết mình đâu có còn được gì đâu mình nói mình kiện người ta chưa chắc thắng nhưng mà bây giờ mười mấy ngày mình làm hình ảnh cho người ta mình không có được gì tại vì người ta đâu có làm cho mình nữa đâu đó thấy không cái đó là cái sai thứ nhất của chị hoa cái sai thứ hai của chị hoa đó là đi đâu chị hoa cũng cho những người youtuber phỏng vấn và khi người đó người ta khai thác chị hoa thì chị hoa nói thao thao bất tiệt và chị hoa toàn bộ là nói xấu hoàng hường cái đó là chị hoa sai là tại vì chị hoàng hường chưa hề nói xấu chị hoa nhưng chị hoa lúc nào cũng mở miệng ra là nói xấu người khác đó nói là à, chị kia hỏi là chị hoàng hường có tốt hay không chị hoa nói không chị hoàng hường làm cái gì mà không tốt nếu như chị hoàng hường có ăn cắp nick của chị đi thì cái đó chị phải có chứng cứ rõ rõ ràng ràng thì mới nói người ta như vậy chứ còn nếu không thì đừng nói như vậy đó là cái sai của chị hoa cái sai thứ ba của chị hoa là chị hoa bây giờ lúc nào cũng đi cho những người youtuber khác phỏng vấn và nói nói bù lu bù la nói mà không biết là những cái mình nói ra cho những cái người youtuber đó người ta đăng lên mạng và những người youtuber khác nhào vô và môi móc cái đời tư mình còn nhiều hơn nữa đó là chị Hoa vừa khờ vừa à, vừa sai đó đó là trong trường hợp này thì chị Hoa không biết nhiều không hiểu biết nhiều nhưng mà chị Hoa vẫn sai và sai rất nhiều cái sai kế tiếp của chị Hoa đó là chị Hoa có những à, cái tính cách mà giống như là nó không có được à, à, đàng hoàng cho lắm. Chị Hoa hơi nói dối. Đây là cái bằng chứng nói dối của chị Hoa. Cái nick này là cái nick Facebook của chị Nguyễn Thị Hoa. Chị Hoa nói đó là Johnny không biết tiếng Việt nên bất đồng ngôn ngữ. Hoa đã giải thích và Johnny đã hiểu rồi. Johnny nhờ tôi viết cái status này Để xin lỗi à, Hoàng Hường và tất cả mọi người Thông cảm cho Johnny và Hoa Vợ chồng của Hoa sẽ cố gắng vượt qua Ok, cái cú sốc này Ok, thì chứng tỏ đó là chị Hoa cũng đã biết mình sai Và cũng biết xin lỗi Nhưng nếu như có bất cứ người nào phỏng vấn chị Hoa thì chị Hoa lại nói đó là chị không có lỗi và chị không làm gì sai và Hoàng Hường sai Hoàng Hường có lỗi và chị sẽ đi khởi kiện nếu như vậy thì cứ đi khởi kiện đi tại sao mình lại viết uh, thấy tật để xin lỗi Hoàng Hường để làm cái gì rồi bây giờ mình lại nói với người khác như vậy nè chị Hoa là một người nông dân cho nên chị Hoa không có hiểu biết nhiều cho nên đó, là bất cứ ai mà nói chuyện với chị Hoa mà có vẻ là um, o o chỉ một cái và binh chỉ một cái là tất cả ruột gan gì là chỉ móc ra hết rồi cái người YouTuber đó người ta lợi dụng người ta đăng lên à, trên 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 YouTube thì vô hình là những người khác nhào vô lấy những cái clip đó và phân tích và chửi chị Hoa quá chừng chị Hoa thì chỉ nói là ô chị không có khe chỉ sống cho chị thôi chứ không có khe ai thì cái đó là cái, cái 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 ý của chị thì mình không nói nhưng mà là chị Hoa sai ở đây chị Hoa sai rất nhiều chị Hoa sai từ việc cho những người khác tới phỏng vấn để mà đưa lên YouTube chị Hoa đi lại nói xấu Hoàng Hường trong khi Hoàng Hường không nói xấu chị Hoa rồi chị Hoa đi nói với lại rất là nhiều người mà chị Hoa không biết là người ta đã lợi dụng để mà đưa chị Hoa tên lên YouTube và từ đó chị Hoa càng có scandal nhiều hơn và càng bị chửi nhiều hơn đó và trong cái việc mà cư xử giữa chị Hoa với lại Hoàng Hường là cả hai đều sai và mỗi một người sai một cách khác nhau rồi kế tiếp đó là cái người phụ nữ huyền thoại cuối cùng đó là chị thu sao thì trong tất cả những cái clip mà mình thấy ở đây đó thì chị thu sao cũng giống như là chị hoàng hường rất là thương chị hoa và nói là chị hoa là người dễ thương người tốt người hiền rồi này kia không có thấy hai người phụ nữ đó chê chị hoa cái gì hết á chị thu sao thì thật lòng mà nói á, thì chỉ không có sai nhiều trong cái trường hợp này là tại vì chỉ cũng là người thứ ba đu theo chị hoa để được hưởng ké thứ này thứ kia thôi chứ à, trong cái việc mà ăn cắp nick hay là tạo ra những cái scandal này kia đó thì cái đó không phải là lỗi của chị thu sao nhưng chị thu sao vẫn sai ở đây nghĩa là mỗi khi mà nói chuyện với lại chị Hoa đó thì thu âm lại và nói đưa lên cho mọi người cùng xem thì chứng tỏ là tố nhau và tất cả những cái lời tố đó thì cũng không phải là tốt thì à, chị thu sao cũng sai nhưng mà chị thu sao không phải là người sai nhiều trong cái cái hành trình này thì chị thu sao là người sai ít nhất tại vì chị ấy chỉ là cái người mà đi theo và đu theo thôi còn những cái gì mà xảy ra ở đây đó là cái cái của chị Hoàng Hường và chị Hoa nói tóm lại là tòa xử ngày hôm nay là chị Hoàng Hường là sai nhiều nhất cái sai của chị Hoàng Hường ở đây có nghĩa là chị Hoàng Hường không làm À, cái business và không có làm đúng cái tiêu chuẩn của một người làm business. Nếu như mà chỉ làm đúng cái tiêu chuẩn của cái người làm business đó, thì chị sẽ không mắc phải những scandal như thế này. Lần trước cũng đã có cái sự lùm xùm giữa chị thu sao rồi với lại chị hoàng hường rồi. Bây giờ 3 năm sau lại cái lùm xùm của chị à, chị hoa nữa. Thì đó là cái lỗi mà chị hoàng hường sai ở đây là chị Hoàng Hường không phải là sai với chị Hoa Mà là chị Hoàng Hường sai là cái cách làm business của mình không được chuẩn cho lắm Còn chị Hoa sai ở đây là chị hoa hoàn toàn sai với lại chị à, hoàng hường chị hoa không nên nói chị hoàng hường là người không tốt chị hoa không nên cho à, những người youtuber tới cứ phỏng vấn hoài càng phỏng vấn càng đưa lên càng lên thì càng bị chửi và càng à, nói sai một cái chị nói sau này chị không nhớ chị lại nói cái thứ hai nó hoàn toàn khác nhau vừa lên facebook xin lỗi sao rồi đó thì nói lại người ta có lỗi đó là chị hoa sai chị hoa sai ở một cái cách sống sai ở một cái con người sai ở cái tính cách đó chứ không phải là chị hoa là người có lỗi làm cái gì đó mà thật sự có lỗi với lại thiên hạ với mọi người thì không phải nhưng mà cái tính cách của chị hoa ở đây là cái cách sống của chị hoa hoàn toàn sai đó còn nói tóm lại chị thu sao thì sai bả sai cái gì đó trước giờ mình không biết nhưng mà trong cái trường hợp này thì chị thu sao chỉ là người đu theo thôi chị thu sao là chỉ là người lanh chanh lách trách nhiều chuyện thôi chứ chị thu sao thì không phải là người làm ra cái lỗi lầm hay là cái cái gì lớn ở trong cái cái vấn đề này cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi cái clip của mình có thêm mấy cái bằng chứng là Uh, giấy tờ của Johnny Đã vào Việt Nam Ngày nào tháng nào Có người gửi cho mình Mình thấy hết rồi Mà bây giờ không biết á, là có nên làm thêm Cái clip cho mọi người cùng xem nữa hay không Bị chửi nhiều quá Mình mệt quá rồi Ai cho ý kiến mình có nên làm hay không nha Bye bye Xin chào và hẹn gặp lại